4 ngày sau khi lễ trao giải quả bóng vàng 2023 kết thúc, giải thưởng này vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới mộ điệu. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi có người yêu và cũng có người ghét Messi. Nhưng câu chuyện đã bị đẩy xa quá mức khi mới đây, nhà báo Trương Anh Ngọc đã có một chia sẻ gây chú ý trên sóng một chương trình. Nhiều bạn trẻ inbox hỏi tôi rằng tại sao lại bầu cho Messi. Họ thậm chí dùng những lời lẽ xúc phạm. Họ nói rằng FIFA đã mua chuộc chúng tôi để bầu chọn cho Messi. Đối với tôi, đó là những suy nghĩ rất buồn cười. Cách họ lập luận cho thấy họ là những người còn trẻ, hay ta gọi vui là những fan trẻ trâu, vì giải thưởng này rõ ràng không liên quan gì đến FIFA cả. Ngay lập tức, Giang Cư Mận dậy sóng. Ai là fan trẻ trâu cho lời phát biểu của ký giả Trương Anh Ngọc? Chỉ biết rằng cách đây chưa lâu, hai chị em nhà Ronaldo, người tung kẻ hứng, dè biểu, mỉa mai là quả bóng vàng của Messi có mùi, đương nhiên là mùi gian lận. Nhưng đó cũng chỉ là lời lẽ vô căn cứ, luận điệu xuyên tạc. Vì mới đây, ban tổ chức giải thưởng quả bóng vàng đã công bố số điểm bầu chọn cụ thể của các ứng viên. Bên cạnh đó, lá phiếu từ 100 nhà báo cũng được tiết lộ để đảm bảo tính minh bạch. Vậy kết quả là số điểm bầu chọn cho ta thấy điều gì? Có phải Messi đang bị hãm hại bởi lập luận ác ý, vô căn cứ của các fan trẻ trâu? Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5G đi tìm hiểu ngay trong video sau đây. Nhưng trước đó, quý anh em khán giả của kênh đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào hấp dẫn của kênh nhé. Theo kết quả công bố số phiếu bầu mới đây, Lionel Messi áp đảo trong cuộc bình chọn của bóng vàng 2023 khi nhận 462 điểm, bỏ xa người đứng thứ 2 là Erling Haaland với 357 điểm. Người thứ 3 Kylian Mbappe nhận 270 điểm, còn Kevin De Bruyne đứng thứ 4 với 100 điểm. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt là Rodri 57 điểm, Vinicius Junior 49, Julian Alvarez 28, Victor Osimhen 24, Bernardo Silva 20 và Luka Modric 19. Kết quả cũng cho biết thêm, Messi được 65 trên tổng số 100 nhà báo xếp ở vị trí số 1, trong khi Haaland chỉ được 21 nhà báo bình chọn ở vị trí đầu. Điều này phần nào cho thấy chiến thắng cách biệt và thuyết phục mà siêu sao người Argentina sở hữu. Với kết quả trên, Messi cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được trên 4.000 điểm từ các cuộc bầu chọn của bóng vàng. Giải thưởng danh giá của tạp chí France Football ngoài được bình chọn bởi các nhà báo còn có sự góp mặt của các thủ quân đội tuyển quốc gia đến từ những nước nằm trong top 100 của bảng FIFA. Năm nay có 92 trong 100 nước tham gia. Nếu quy ra phiếu bầu, Messi được 68 quốc gia chọn giành quả bóng vàng 2023, Hà Lan được 20 phiếu, Mbappe được 3 phiếu và phiếu còn lại thì thuộc về Bernardo Silva. Danh sách chi tiết phiếu bầu từ các quốc gia cũng cho thấy nhiều điểm thú vị. Ví dụ như, đại diện của Pháp chọn Hà Lan giành quả bóng vàng chứ không phải là gà nhà Mbappe. Tuy chỉ đứng thứ 9 với 20 điểm, Bernardo Silva là cầu thủ duy nhất được bầu ngoài bộ 3 Messi, Hà Lan, Mbappe khi nhận phiếu duy nhất từ Bồ Đào Nha. Mỗi cầu thủ được tính điểm dựa trên thứ tự họ được chọn trên phiếu bầu. Cụ thể, vị trí số 1 được 6 điểm, thứ 2 được 4 điểm, thứ 3 được 3 điểm, thứ 4 được 2 điểm và thứ 5 được 1 điểm. Trước đó, thì các biên tập viên của tạp chí Pháp L'Equipe đã thảo luận cùng các chuyên gia như cựu tiền đạo Didier Drogba để đưa ra danh sách 30 cầu thủ tham gia cuộc bình chọn vào ngày 6 tháng 9. Từ London, Anh, Henry Winter, tổng biên tập bóng đá của tờ báo nổi tiếng The Times đã ca ngợi Lionel Messi và tiến hành phân tích về màn trình diễn của Mbunga tại Qatar 2022 với chiến tích của Diego Maradona năm 1986 tại Mexico. Henry Winter viết, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta tôn vinh Messi với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng điều này không liên quan gì đến sự hoài niệm hay bám víu vào một thời tươi đẹp đã dần trôi qua. Nói chính xác hơn, Messi xứng đáng nhận quả bóng vàng. Khi tôi đại diện cho nước Anh bầu chọn Ballon d'Or, tôi đã suy nghĩ cẩn thận về thành tích đáng kinh ngạc của Haaland và Mbappe, nghiên cứu số liệu thống kê và những cú sút tốt nhất của họ, rồi quay lại với Messi. Messi đã dẫn dắt Argentina vô địch World Cup năm 2022 với một màn trình diễn sánh ngang Maradona ở World Cup năm 1986. Bóng đá là về các danh hiệu và màn trình diễn của Messi ở Qatar cho thấy anh xứng đáng với vị trí đầu tiên và 6 điểm bầu chọn. Dù sự nghiệp của Messi vốn đã rực rỡ với 4 chiếc vô địch Champions League, anh vẫn cần một chiếc vô địch World Cup. Winter lập luận. Nhà báo người Anh đồng thời chỉ ra một chi tiết đắt giá cho thấy bản lĩnh chiến thắng của Messi. Mọi áp lực đều đè lên vai họ, đặc biệt là với một huấn luyện viên trẻ như Scaloni và một đội gồm 3 cầu thủ trẻ nữa là Enzo, Julian Alvarez và Mark Allister. Lúc đó, đặc biệt là sau trận thua bất ngờ đầu tiên trước Saudi Arabia, Messi phải chịu nhiều áp lực hơn và khi đất nước cần anh nhất, Messi đã lên tiếng. Anh đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất World Cup và ghi 7 bàn thắng chất lượng và đa dạng. Cú sút xa vào lưới Mexico và Australia, bàn thắng cận thành vào lưới Pháp và thực hiện các quả phạt đền với các vị trí trái, phải, cao và thấp khác nhau. Messi cũng có 3 pha kiến tạo và chơi trọn vẹn mỗi phút của giải đấu. Không có cầu thủ nào thực hiện nhiều cú sút trúng khung thành hơn anh ấy, 32. Chỉ Antoine Griezmann có nhiều đường truyền quan trọng hơn Messi, 21.
hay chỉ có Musiala và Mbappe dê bóng nhiều hơn anh ấy và không có cầu thủ nào bị phạm lỗi nhiều hơn anh ấy. Winter kết luận về màn trình diễn trên cả điểm 10 của Messi tại World Cup 2022. Ngoài ra thì tổng biên tập bóng đá của tờ Times cũng phủ nhận khả năng Messi được ưu ái hay chiếc vô địch của Argentina đã được sắp xếp. Nếu một số người chế nhạo anh ấy có thể cho rằng các vị trọng tài bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của anh ấy, thì thực tế là khi Messi bị áp sát, những pha dê bóng tuyệt vời của anh ấy khiến đối thủ rất bối rối. Theo mọi tiêu chuẩn, Messi là người chơi hiệu quả nhất ở giải đấu quan trọng nhất của thể thao. Nhưng Messi không chỉ là những con số, anh ấy còn hơn thế nữa. Messi là thơ ca, Messi chính là người làm bạn ngạc nhiên. Messi đột ngột bứt tốc và giữ được bóng trước một hậu vệ như Vardion. Messi là hình mẫu đặc biệt cho thế hệ trẻ, những ai theo đuổi các ngôi sao cũng như các đội bóng. Việc tham dự một trận đấu với tập thể của bạn hoàn toàn khác với một trận đấu bình thường khác. Bản thân trận đấu của Messi được coi là một kỳ quan. Winter dùng những từ ngữ mỹ miều nhất để mô tả về tài năng của cầu thủ được phong là GOAT, xuất sắc nhất mọi thời đại. Henry Winter cũng tiết lộ lập luận của mình về lựa chọn thứ 2, 4 điểm và thứ 3, 3 điểm cho quả bóng vàng 2023. Vị trí thứ 2 thuộc về cầu thủ người Na Uy Erling Haaland với khả năng san bàn ấn tượng, góp phần cơ bản vào các chiến thắng của Manchester City và cú ăn 3 gồm Champions League, Premier League và FA Cup. Mặt khác, màn trình diễn hoành tráng của Kylian Mbappe trong trận chung kết với Argentina với 3 bàn thắng đã đặt anh ở vị trí thứ 3 trong cuộc đua quả bóng vàng năm nay. Từ những dữ liệu trên cho thấy, hầu hết giới chuyên môn không tranh cãi về việc Messi đoạt giải quả bóng vàng năm nay, cũng là danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp, một kỳ tích vĩnh cửu. Các ký giả của tờ Daily Mail của Anh nhấn mạnh, Haaland, Mbappe hay De Bruyne đều là những đối thủ khó nhằn của Messi trong cuộc đua tranh quả bóng vàng 2023, nhưng rồi Messi vẫn vượt qua tất cả để ngự trị ở vị trí số 1. Với ban tổ chức buổi lễ trao giải, họ còn có hành động vô cùng đặc biệt để tôn vinh Messi. Con số 8, số lần Messi giành quả bóng vàng được xoay ngang là biểu tượng gắn liền với sự vĩnh cửu, trường tồn theo thời gian. Thành công của M10 cũng được khẳng định trong câu kết của lễ trao giải, Messi is infinity, tạm dịch Messi là vĩnh cửu. Ngay cả hai bại tướng của Messi là Erling Haaland và Kylian Mbappe cũng đưa ra lời chúc mừng gần như ngay lập tức cho người đàn anh khi trở về từ gala trao giải. Đặc biệt hơn, Haaland còn chú tâm truyền tải lời chúc sang tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ quen thuộc của Messi. Thế mới thấy, người thua cuộc còn dành sự tôn trọng đối với siêu sao người Argentina lớn như thế nào. Huấn luyện viên Pep Guardiola mới đây cũng cho biết Erling Haaland hài lòng dù về sau Messi tại quả bóng vàng 2023. Haaland hạnh phúc khi trở thành đối trọng của Messi và Kylian Mbappe, đó là đêm tuyệt vời cho Man City. Guardiola nói hôm 3 tháng 11 trong buổi họp báo trước trận gặp Bournemouth ở vòng 11 ngoại hạng Anh. Lần đầu tiên một cầu thủ Man City có thể cạnh tranh quả bóng vàng và điều đó rất quan trọng với chúng tôi. Bất chấp việc nhiều người cho rằng Haaland xứng đáng đoạt giải, Pep nhấn mạnh, học trò còn nhiều cơ hội về sau để cạnh tranh quả bóng vàng. Haaland còn cả sự nghiệp phía trước và cậu ấy có thể tiếp tục cạnh tranh danh hiệu mùa tới nếu giúp ích cho câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ. Giới chuyên môn, nhà báo, người trong cuộc, tất cả đều không lên tiếng phản đối kết quả, thậm chí thể hiện sự ủng hộ cực lớn. Vậy thì lý do gì quả bóng vàng thứ 8 của Messi lại không xứng đáng được công nhận? Chỉ có thể như ký giả Trương Anh Ngọc đã nói, những ai cho rằng chúng tôi được FIFA trả tiền để bầu cho Messi là fan trẻ trâu.